những nhược điểm khi xây tường 10 và tường 20 cho nhà lô phố. Chọn xây tường 10 hay tường 20 khi xây nhà cũng là nỗi băn khoăn của chủ đầu tư. Với từng cách thức thi công sẽ có những ưu nhược điểm riêng, cách tính chi phí thi công cũng khác nhau. Vậy nên xây tường nào, ở khu vực nào phù hợp hay bắt buộc phải xây, LK sẽ giúp chủ đầu tư tìm hiểu thêm về công tác xây nhà quan trọng này. Đầu tiên, tường 10 là gì? Tường 10cm hay còn gọi là tường con kiến. Tường 10 xây bằng một lớp gạch ống 4 lỗ có độ dày 8cm. Tô chát tường mỗi bên là 1,5cm nên có độ dày là 11cm. Được thi công có tác dụng như một tấm phiên, đóng vai trò bao che, hình thành khung và tường ngăn chia không gian ở bên trong nhà, giúp cho tiết kiệm diện tích công trình. Tường bao không có tác dụng chịu lực mà chủ yếu là cột và dầm. Ưu điểm của tường 10. Tường 10 có ưu điểm là thi công nhanh, khả năng thoát nhiệt nhanh, không tốn kém nhiều vật tư xây dựng và tiết kiệm diện tích cho công trình. Trong gói thi công tiêu chuẩn thông thường cho nhà phố, tất cả tường bao đều xây tường 10 một lớp. Tuy nhiên, tường 10 cũng có một số nhược điểm mà các gia chủ nên cân nhắc. Thứ nhất là tường 10 có khả năng chống nóng, chống ồn, kém, có thể bị thấm nước chân tường và rạn nứt, xuống cấp nhanh, không đảm bảo về mặt an ninh. Tường 10 cũng chỉ phù hợp cho những nhà xây ít tầng, khối lượng nhẹ, tường bao được các nhà khác che chắn xung quanh. Bên cạnh đó, đối với các trường hợp nhà xây tường 10, nếu một trong các ngôi nhà xung quanh mà đào móng thì sẽ vô cùng nguy hiểm đến sự an toàn của ngôi nhà. Nhẹ thì có thể bị lún, nặng thì có thể là bị sập nhà. Xây nhà tường 10 nhưng các cột phải làm bằng bê tông cốt thép nhằm thu tải trọng của ngôi nhà xuống các cột. Cách khắc phục những sự cố liên quan đến xây tường 10 đó là chủ đầu tư nên đổ bê tông sàn trệt trước khi thi công và gia cố chân tường bằng gạch đinh có tác dụng chống thấm cực kỳ hiệu quả. Tiếp theo, tường 20 là gì? Tường 20 hay còn được gọi là tường có độ dày 220mm thường bị hiểu nhầm là tường chịu lực. Trên thực tế, theo kỹ thuật xây dựng thì tường có độ dày 330mm mới có khả năng chịu lực. Ưu điểm của tường 20, tường 20 có khả năng chống nóng, chống ồn, chống ẩm tốt hơn tường 10, đảm bảo an ninh hơn. Các không gian ở tầng 1 sẽ gần đường phố, thường ồn ào và ẩm ướt hơn thì nên xây tường 20 sẽ phù hợp. Ở các khu vực không có nhà liền kề như ở vùng quê hay khu đất chưa quy hoạch hay các căn biệt thự thì tường bao quanh nên là tường 220 để cách nhiệt, chống ẩm và chống ồn tốt hơn. Về nhược điểm của tường 20, ngoài những ưu điểm kể trên, tường 20 cũng có nhược điểm đó là thời gian thi công lâu, tốn kém cả nhân công và nguyên vật liệu hơn. Thế nhưng nhược điểm lớn nhất của tường 20 đó chính là mất diện tích. Có một trường hợp mất diện tích tường 20 mà các gia chủ đặc biệt nên cân nhắc. Thứ nhất là khi xây tường bao quanh 20 là diện tích sử dụng sẽ bị thu hẹp lại so với tầng 10. Đối với những nhà phố liền kề thì thường diện tích bề ngang nhỏ nên tường ngăn với các nhà kề bên chỉ nên xây tường 10. Vì nhà kế bên cũng sẽ xây tường 10, vô hình chung sẽ tạo thành vách ngăn là 20. Nếu mình xây tường 20 sẽ mất một số diện tích. Như đã nói ở trên, tường 20 cao hơn gói tiêu chuẩn, chủ đầu tư muốn xây tường 20 sẽ có phát sinh thêm chi phí vật tư như là gạch, xi, cát và nhân công xây tường. Chi phí được tính theo mét vuông trong báo giá dự toán chi tiết theo thiết kế gồm vật tư và nhân công. Vậy nhà phố thì nên xây tường 10 hay tường 20? Từ những thông tin về tường 10 và tường 20 như trên thì nên quyết định xây tường kiểu nào cho nhà phố phù hợp. Xây tường 10 hay tường 20 còn phụ thuộc vào những yếu tố chủ quan và khách quan như là địa thế đất, tình hình xây dựng ở khu vực xung quanh, nhu cầu và kinh tế của chủ nhà. Nếu xây biệt thự, nhà không liền kề, sát vách thì nên xây tường 20 để tối đa được khả năng chống nóng, chống ẩm và chống ồn. Còn nếu xây nhà phố liền kề thì cần xác định rõ là sẽ kết hợp cả hai loại tường. Tường bao quanh và tường liền kề với các nhà kế bên, tường ngăn phòng thì nên xây tường 10, còn tường hướng ra mặt đường thì nên xây tường 20. Nếu không thể phân định nên xây tường 10 hay tường 20, các gia chủ nên tìm đến sự tư vấn chuyên môn từ các kiến trúc sư hoặc các nhà thầu xây dựng lâu năm đã có kinh nghiệm dày dặn. Mỗi ngôi nhà thì nên có một đặc thù riêng theo nhu cầu sinh hoạt của từng thành viên trong gia đình mà thiết kế để tối ưu nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Follow kênh để biết thêm nhiều kiến thức hay.